Chap 534, đại quản gia là ma hoàng, chuyển cảnh đến một nơi khác. Trác Phàm xoay người đi vào bên trong một ngôi lầu nhỏ tăm tối, chỗ đó sớm đã có người chờ sẵn nam chính. U Minh mới lên tiếng, Trác quản gia rốt cuộc đã đến, đầu tiên là xin chúc mừng Trác quản gia đại khai toàn thắng, cuối cùng thì đã nắm chọn được thiên hạ này trở thành người đứng đầu thiên vũ này. Trác Phàm cười đáp, vậy ta cũng chúc mừng U Minh huynh có thể nghĩ thông suốt mọi chuyện, đã đạp chân lên thuyền của ta một đường đi xa tiền đồ vô lượng, sau này một mạch thuận lợi ha ha. U Minh nói, đâu có, tại hạ càng phải đa tạ năm đó Trác quản gia chỉ điểm mới có thể khiến U Minh hiểu ra, Trác quản gia nói đúng, cứ vướng mắt trong giới hạn của mình thì không thể trở thành trí giả chân chính, thoát khỏi vòng giới hạn này mới có thể xem được đại thế thiên hạ. Lúc trước ta bị giới hạn vì mối thù của Vu gia sư phụ lại bị giới hạn bởi Vu gia tộc chi phối, bây giờ thoát ra, ta chính là người không có gốc rễ. Thiên địa cũng chỉ là nơi mà ta để rong ruỗi, không ân không oán bất kể được hay mất, nhìn thấy mọi việc rõ ràng hơn trước kia nhiều. Liếc nhìn hắn một cái thật sâu, Trác Phàm khẽ gật đầu khen, ngươi bây giờ ngược lại là càng xuất sắc hơn so với trước kia. Cho dù so sánh cùng gia các Trường Phong hay Lãnh Vô Thường, cũng không có gì là không thể, xem ra thế chân vạc tại Tân Lạc gia có thể hình thành. U Minh kinh ngạc thốt lên, hả, Trác quản gia muốn đem ta cùng gia các Trường Phong và Lãnh Vô Thường đặt song song sao? Ánh mắt không khỏi sáng lên, U Minh mừng thầm trong lòng, hắn đã biết Trác Phàm thu nhận Lãnh Vô Thường bên mình, lần này càng vì gia các Trường Phong mà đến. Đối với hai vị trí giả tiền bối này U Minh cực kỳ kính nể, hắn thật không dám nghĩ tới, vị trí Trác Phàm muốn sắp xếp cho hắn tại Lạc gia, lại là cùng hai vị tiền bối kia san sẻ. Cái này quả thực khiến hắn cảm thấy rất được trọng dụng, đây là chức vụ cao cỡ nào cơ chứ? Về phần phát triển của Lạc gia sau này thì hắn không còn chút lo lắng gì luôn, dưới mưu đồ của Trác Phàm hoàng thất cùng bảy ngự hạ thất gia đều sụp đổ. Mà quái vật Lạc Gờ lại vùng lên mạnh mẽ, chẳng mấy chốc sẽ là trùm của Thiên Vũ, như vậy thì quyền lực sau này của U Minh cũng thật là rất cao. Ngay sau đó Trác Phàm lôi một con huyết tằm béo ngậy ra đưa cho U Minh nói, trước hết hãy ăn cái này đi đã. U Minh không có vòng vo tam quốc, cu cậu cầm lấy rồi bỏ vô miệng nuốt luôn không đắn đo. Trác Phàm thấy cảnh đó thì vô cùng hài lòng, nam chính gật gù cái đầu xong hỏi, người đâu? Khẽ gật đầu U Minh hướng tay về phía sau đáp, Trác quản gia, mời đi theo ta. Ngay sau đó U Minh dẫn Trác Phàm đi đến một nơi nào đó, đợi hai người lên tới tầng 2 của căn lầu nhỏ, Trác Phàm mới nhìn thấy trên chiếc giường gỗ đơn giản, Gia Cát Trường Phong đang nằm đó, nhưng giờ khắc này hắn lại không nhúc nhích, thân thể cứng nhắc giống như đã chết liền một chút khí tức cũng không có. Trác Phàm hướng ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía U Minh, ngay sau đó U Minh cầm một viên đan hoàn đặt vào miệng Gia Cát Trường Phong, thế rồi ông ta nốt ực một cái. Chỉ trong chốc lát đã liền nghe thấy một tiếng ho nhẹ vang lên, Gia Cát Trường Phong kinh hãi trợn tròn mắt mà bật dậy gào lên, lão phu đang ở đâu đây? Trác Phàm mỉm cười vui vẻ nói, ê thằng bạn già, gần đây khỏe chứ? Gia Cát Trường Phong thấy Trác Phàm thì không khỏi nhíu mày, tiếp đó nhìn sang bên U Minh, song hắn ta trầm ngâm một lúc chắc đã hiểu được một chút vấn đề nhưng vẫn ngu ngơ hỏi, hai vị, cái này rốt cuộc là có chuyện gì đang xảy ra vậy, lão phu không phải là đã hẹo rồi sao? Trác Phàm mặt chấm hỏi nghĩ, chết sao, đậu miệng cái ông thần đèn này nghĩ gì thế? Song nam chính khẽ nhíu mày kỳ quái nhìn về phía U Minh hỏi, U Minh, Gia Cát thừa tướng nói hắn chết, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì vậy? Bất giác cười khẽ thành tiếng, U Minh chắp tay giải thích, khởi bẩm Trác quản gia sự tình là như vậy, hoàng đế cảm nhận được đại nạn của mình đã tới gần, sợ rằng giữ lại Gia Cát thừa tướng tại thế gian sẽ xảy ra chuyện không hay, liền lệnh cho ta nghĩ cách giết chết thừa tướng đại nhân, nhưng sau khi quyết tâm gia nhập Lạc gia, thì ta đã muốn bảo vệ thừa tướng chu toàn, sau đó đã cho Gia Cát thừa tướng dùng một loại đan hoàn giả chết, lừa qua được đợt kiểm tra, hiện tại thừa tướng đã được uống thuốc giải nên mới tỉnh lại. Trác Phàm nghe xong thì khẽ gật đầu tán thưởng, Gia Cát Trường Phong thì cũng đã hiểu mọi chuyện, sau đó ông ta lên tiếng, xem ra U Minh tiên sinh là người của Trác quản gia, chuyện này rốt cuộc là phát sinh từ khi nào, nếu là gần đây, với sự khôn khéo thông minh của bệ hạ thì Trác quản gia không có khả năng kéo U Minh về phía mình. Khẽ liếc mắt nhìn nhau, Trác Phàm cùng U Minh bất giác cười, rồi Trác Phàm khoan thai đáp, trên thực tế cho đến buổi tối hôm nay, hắn vẫn chưa từng là người của ta, lão hoàng đế cũng tự nhiên không có khả năng điều tra ra giữa ta cùng hắn có quan hệ gì, chỉ có điều giữa hai chúng ta có một giao dịch ngầm. U Minh cũng khẽ gật đầu xong cười nói thêm, vẫn là tại tiệc đại thọ của bệ hạ trước đó, ta cùng Trác quản gia đã gặp qua một lần, đạt được lợi ích rất nhiều. Lúc đó chính là loạn thế chi cục, ai có thể xưng vương còn chưa biết được, nhưng Trác quản gia đã cho ta một hứa hẹn, chỉ cần ta vì hắn làm hai chuyện, coi như ta chính là người của hắn, về sau bất luận có làm chuyện gì xâm hại đến lợi ích của Lạc gia, đợi khi nắm trong tay thiên hạ, tất cả mọi thứ ta đã làm đều được miễn trừ, ta có thể dùng thân phận người Lạc gia trở thành người thắng lợi sau đại chiến giữa các thế lực. Ánh mắt không khỏi sáng lên, Gia Cát Trường Phong nhìn Trác Phàm thật sâu xong cười nói, Trác quản gia, chiêu này của ngài cũng quả thật là quá cao tay, vì sao trước kia lão phu chưa từng nghĩ tới cơ chứ? Cũng không bắt đối phương mang gông cùm xiềng xích còn có được chỗ tốt, cái này rất dễ lôi kéo người ta, thủ đoạn như thế ngài sẽ không chỉ sử dụng với mỗi mình hắn thôi đúng không? Chậm rãi khoát tay, Trác Phàm cười khẽ một tiếng đáp, nào có, chỉ có hai người thôi, người được ta làm ra chuyện hứa hẹn đều là người có tiềm lực, một là U Minh, hai là Lãnh Vô Thường. Gia Cát Trường Phong không khỏi nhíu mày cười trêu đùa nói, vậy là không có lão phu sao, ta đây không có chút tiềm lực nào à, ha ha ha.
Trác Phàm cũng cười thành tiếng đáp, thừa tướng đại nhân há có thể không có tiềm lực được sao, chỉ có điều khi đó, đại nhân cũng là người muốn tranh bá thiên hạ. Chẳng lẽ ta lại có thể đi lôi kéo cả thủ lĩnh của bên đối thủ cạnh tranh sao, đây không phải là muốn ăn đòn à? Gia Các Trường Phong cười khoái chí đáp, ha ha ha, nói cũng đúng nói cũng đúng. Lúc này U Minh lại nói tiếp, lúc đó Trác quản gia để cho ta làm hai chuyện, một chính là tại tiệc mừng thọ của hoàng đế, xúi dục nhị hoàng tử chủ động gây chuyện, để hắn có lý do để thoát ly khỏi đế đô, trở về bố trí hết thảy mọi chuyện thuận tiện dấy lên đại chiến giữa các đại thế lực. Còn một chuyện nữa, chính là vào lúc hắn cùng đế vương Môn giao chiến, tiếp tục xúi dục nhị hoàng tử phản nghịch, nhiệm vụ này ngược lại có rất nhiều người tìm ta làm. Đế vương Môn cùng Trác quản gia đều hy vọng nhờ vào chuyện đó gây lên nội loạn triều chính, trì hoãn việc độc cô chiến thiên hành quân. Hoàng đế thì muốn mượn chuyện này dẫn dụ thừa tướng hành động, đem vây cánh của ngài nuốt trọn, thuận tiện đem tội danh tư thông bán nước đổ lên đầu người. Gia Các Trường Phong nghe xong thì khẽ sững sờ, ông thở dài lên tiếng, ây, giai đoạn này có thể bỏ qua, đây là nét bút hỏng suốt đời của lão phu, không đề cập đến cũng được. Trác Phàm cùng U Minh lại khẽ liếc nhìn nhau, rồi hai thằng cười một tiếng xong cũng không nhắc lại. Sau đó U Minh lại nói tiếp, có điều, sau hai chuyện này Trác quản gia lại cho ta một nhiệm vụ có thể lựa chọn. Cái đó chính là nếu như thừa tướng đại nhân gặp nạn, cần phải chiếu cố thừa tướng bảo toàn tính mạng cho ngài. Thực ra ta cũng không muốn làm chuyện đó, bởi vì sợ lão hoàng đế phát hiện ra thì ta sẽ rơi vào hoàn cảnh khốn cùng. Chỉ là Trác quản gia thực sự làm người quá độc ác. Trong bảy nhà diệt U Minh Cốc chúng ta đầu tiên, đây không phải là chặn hết con đường lui của ta sao? Về sau thì đế vương Môn cũng bị diệt, không còn cách nào khác, ta chỉ có thể dẫm lên hai thuyền, đó là hoàng đế cùng Lạc Gia, tự nhiên đều phải nghe lời nói của hai bên. Nói đến đây thì U Minh nhìn về phía Trác Phàm với ánh mắt có chút thù oán. Trác Phàm thì từ chối cho ý kiến, thanh niên chỉ cười gian tà, giống như kiểu cho ngươi bố mày thích làm thế đấy. Thế nhưng Gia Các Trường Phong lại rất sửng sốt, có chút không hiểu lên tiếng, Trác quản gia, không biết vì sao ngài lại để ý đến lão phu như thế. Trác Phàm cười rất tươi, vẻ mặt chân thành đáp, ha ha ha, thực không dám giấu giếm, tại hạ rất kính trọng tài năng của Gia Các thừa tướng, muốn một lòng mời thừa tướng gia nhập Lạc Gia, chẳng biết có được hay không. Khẽ chau mày, Gia Các Trường Phong trầm ngâm một hồi lại nghi hoặc nói, Lạc Gia có người cực kỳ tài giỏi như Trác quản gia đây tọa trấn, vì sao còn muốn lão phu đến đó nữa? Chỉ sợ lão phu trước mặt Trác quản gia chỉ có thể biến thành một lão già vô dụng mà thôi. Hít một hơi thật sâu, Trác Phàm u sầu đáp, thừa tướng đại nhân lại quá khiêm tốn rồi, Trác mỗ bất quá cũng chỉ là sử dụng một chút thủ đoạn quỷ dị mới có thể đạt đến vị trí ngày hôm nay. Nếu bản về tính kế lươn lẹo thì người đứng đầu toàn bộ thiên vũ này phải là thừa tướng đại nhân mới đúng. Đã kết thúc tập 534 của bộ truyện tranh Đại quản gia là ma hoàng rồi. Các đạo hữu, sư huynh, sư tỷ đừng quên cho tiểu muội một like, một subscribe kênh hoặc để lại bình luận bên dưới. Tiểu muội sẽ rất vui và xem đó là động lực giúp tiểu muội ra thêm nhiều video hơn nữa. Và các đạo hữu, sư huynh, sư tỷ nhớ ấn vào cái chuông để nhận thông báo video mới nhất được đăng trên kênh Nông Dân Mê Chuyện của tiểu muội nhé. Cảm ơn cả nhà, bye bye và hẹn gặp lại.